Dược sĩ Tiến khẳng định hoa hậu đẹp là đủ không cần học giỏi, Bùi Quỳnh Hoa liền bị déo tên. Tiêu chí chọn hoa hậu của dược sĩ Tiến nhận về luồng ý kiến trái chiều. Ngày 11 tháng 6, khi xuất hiện trong một sự kiện, dược sĩ Tiến có chia sẻ xoay quanh tiêu chí tại Miss Universe Việt Nam 2024 cuộc thi do anh làm nhà sản xuất. Tuy nhiên quan điểm của dược sĩ Tiến lại dấy lên không ít tranh cãi. Theo đó, anh khẳng định điều quan trọng đầu tiên ở Miss Universe Việt Nam 2024 là sắc đẹp. Chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là đủ điều kiện tham gia, sau đó mới xếp đến những tiêu chí khác như truyền cảm hứng, ứng xử, giao tiếp, ngoại ngữ. Chia sẻ này của nhà sản xuất Mid Universe Việt Nam khiến fan sắc đẹp bình luận trái chiều. Cụ thể, dược sĩ Tiến nói, các bạn có ước mơ, có khát khao, có đam mê, các bạn hoàn toàn có thể thông qua cuộc thi Mid Universe Việt Nam để cho mình một bước chuyển. Để tiếp tục con đường học vấn của mình thì tiến nghĩ đó là một câu chuyện truyền cảm hứng còn mạnh mẽ và thậm chí là gây sức ảnh hưởng nhiều hơn bởi vì tiến nghĩ rất rất nhiều cô gái ngoài kia, họ cũng đang có những khát khao như vậy. Có thể là với những cuộc thi trong những năm vừa qua định hình một hoa hậu phải giỏi tiếng Anh, phải có tri thức, phải học vấn rất cao nhưng mình thử nghĩ lại đi, nếu chúng ta tìm một người có tri thức cao, khả năng hùng biện tốt, rồi sau đó mới tới yếu tố xinh đẹp thì tiến nghĩ đó là cuộc thi tìm chuyên gia hùng biện chứ không phải là cuộc thi tìm hoa hậu. Đối với hoa hậu, các bạn sẽ cần có khát khao, có khả năng truyền cảm hứng và đặc biệt có sắc đẹp là yếu tố đầu tiên sau đó sẽ tới những vấn đề như trí thông minh cảm xúc, khả năng ứng xử, khả năng giao tiếp và các bạn có khả năng xử lý khôn khéo trong các tình huống. Tiếng nghĩ tất cả những vấn đề khác chúng ta hoàn toàn có thể trau dồi được. Và đúng theo quy định của nhà nước thì chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là đã có thể thi hoa hậu được rồi. Tại sao chúng ta lại bắt buộc các thí sinh họ có được vẻ đẹp đó? Họ có sự khắc khao đó nhưng họ lại sợ các cuộc thi hoa hậu bởi vì quá đề cao những tiêu chí liên quan đến tri thức hay trình độ học vấn. Qua đó, Ngày sản xuất Miss Universe Việt Nam 2024 mong muốn sẽ tạo ra một cuộc thi nhan sắc với tiêu chí khác biệt để những cô gái từng nuôi ước mơ thi hoa hậu. Nhưng học vấn chưa thực sự xuất sắc vẫn sẽ có cơ hội tỏa sáng. Tiến hy vọng rằng Miss Universe Việt Nam năm nay sẽ là một làn gió mới để tất cả những cô gái ngoài kia. Nếu trong nhiều năm qua các bạn ấy đang sợ hãi, sợ sệt và nghĩ rằng tôi chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông thôi và tôi không thể cạnh tranh được với các bạn học đại học thì Tiến nghĩ rằng câu chuyện truyền cảm hứng của các bạn chính là thứ vũ khí cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong mùa Miss Universe Việt Nam năm nay. Khi được phóng viên nhấn mạnh về việc tiêu chí của dược sĩ Tiến rằng đẹp là được không cần học giỏi, anh thẳng thắn khẳng định quan điểm này là đúng. Nhà sản xuất Miss Universe Việt Nam 2024 quân niệm rằng nhan sắc là yếu tố đặc biệt quan trọng và các kỹ năng khác chỉ là những tiêu chí được xếp sau. Cụ thể, anh cho biết, đúng vậy, đối với tiêu chí của Hoa hậu, Tiến nghĩ sắc đẹp phải là yếu tố tiên quyết đầu tiên rồi sau đó sẽ tới các yếu tố liên quan đến truyền cảm hứng khả năng ứng xử giao tiếp và sau đó mới là khả năng ngôn ngữ bởi vì nếu đặt khả năng ngôn ngữ lên hàng đầu để xem đó là trí tuệ là giao tiếp là ứng xử thì tiến nghĩ chúng ta đang tìm một cuộc thi hùng biện tiếng anh hoặc đơn giản là các thí sinh việt kiều họ nói tiếng anh tốt rồi thì phải cho họ auto trở thành một người có trí thức và có một vẻ đẹp về trí tuệ thì tiến nghĩ điều đó là chưa đúng nói được tiếng anh chưa chắc đã là hùng biện giỏi và nói được tiếng anh chưa chắc đã là một người có khả năng giao tiếp tốt. Có thể bạn hơi kém hơn một tí xíu bởi vì tiếng Anh, nhưng rõ ràng chúng ta thấy phần ở cuộc thi Miss Universe quốc tế để được vào và nói lên ngôn ngữ là tiếng Anh hay tiếng Việt thì các bạn ít nhất phải vào top 5 đã. Nếu như vậy các bạn thật là xinh đẹp, kỹ năng trình diễn thật tốt, có khát khao, có đam mê và đặc biệt có khả năng truyền cảm hứng thì các bạn có thể đi vào top rất sâu của Miss Universe quốc tế rồi. Sau đó, mới là lúc các bạn lựa chọn trả lời ứng xử song ngữ hay bằng tiếng Việt rồi sau đó thông dịch viên thì tiến nghĩ đó là một yếu tố tiếp theo sau đó nữa. Cho nên với Miss Universe Việt Nam năm nay, yếu tố về sắc đẹp sẽ là yếu tố hàng đầu để phân biệt được đâu là một cuộc thi tìm kiếm hoa hậu có khả năng ứng xử, chứ không phải một cuộc thi tìm chuyên gia hùng biện. Hiện tại, phát ngôn này của dược sĩ Tiến đang vấp phải bàn luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Đa số đều tỏ ra không đồng tình và đưa ra nhiều lý do để phản bác quan điểm này từ nhà sản xuất Miss Universe Việt Nam 2024. Nhiều ý kiến cho rằng một hoa hậu cần phải có nền tảng không chỉ là kiến thức mà còn là văn hóa. Hoa hậu không chỉ là đại diện cho nhan sắc mà cả là tiếng nói của thế hệ. Các nàng hậu sẽ là cầu nối để giúp giải quyết nhiều vấn đề lớn về xã hội. Không những phản biện tiêu chí của dược sĩ Tiến nhiều fan sắc đẹp còn déo tên Bùi Quỳnh Hoa và cho rằng nhà sản xuất Miss Universe Việt Nam 2024 vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ những ồn ảo của đương kim hoa hậu. Việc có được một bằng tốt nghiệp không quyết định được bạn là ai. Việc đê, ánh giá một cá nhân có lẽ luôn cần sự tham gia của nhiều nhân vật uy tín và được soi xét với một quãng thời gian đủ lâu. Trước đó, trong buổi họp báo Miss Universe Việt Nam 2024, Dược sĩ Tiến đã công bố về những điểm mới của cuộc thi so với nhiều năm trước. Bên cạnh sự tái lập lại định nghĩa về sứ mệnh của Miss Universe Việt Nam, cuộc thi cũng mang đến nhiều đổi mới về format. Đặc biệt là lần đầu tiên có một sân chơi nhan sắc mang đến các kỳ quan sân khấu đầy hoành tráng. Cuộc thi năm nay sẽ không được tổ chức dưới dạng truyền hình thực tế, thay vào đó sẽ là các tập trình diễn được ghi hình và phát lại với mỗi tập riêng biệt là một kỳ quan sân khấu vô cùng lộng lẫy. Nếu các cuộc thi trước đây, các bạn chỉ có hai hoặc 3 cơ hội được thể hiện mình trên các sân khấu, được trình diễn và tiếp cận đến khán giả thì với Miss Universe Việt Nam 2024, các bạn sẽ có ít nhất là 7 cơ hội trình diễn trên 7 kỳ quan sân khấu mà chúng tôi đã dốc tâm tạo dựng. Đây cũng sẽ là cơ hội để tất cả các bạn thể hiện tất cả những góc độ cá tính, những màu sắc, khả năng trình diễn và những khía cạnh trong con người của bạn để khán giả, công chúng và giám khảo có thể đê, ánh giá một cách toàn diện và chỉnh chu nhất, nhà sản xuất dược sĩ tiến tiết lộ. Tại buổi họp báo, Dược sĩ Tiến cũng đã chính thức hé lộ hai kỳ quan sân khấu đặc biệt với sự đổi mới khác biệt nhưng vẫn mang âm hưởng văn hóa dân tộc. Kỳ quan thứ nhất sẽ mang concept trong suốt với phần trình diễn B. Ikini được đưa lên giải ngân hà, khi các cô gái bước qua màn nước thì tất cả đường cong cơ thể sẽ được trình diễn ra bên ngoài. Đối với kỳ quan thứ hai, lấy ý tưởng từ mâm bánh mứt ngày Tết cổ truyền, ban tổ chức đã tạo nên sân khấu nhiều tầng cho phần trình diễn trang phục văn hóa dân tộc, xây dựng từ điện cố điện tích, chuyện cổ tích hay thần thoại của 54 dân tộc. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết. Bên cạnh sự thay đổi về format và những tiết lộ thú vị về cuộc thi năm nay, Miss Universe Việt Nam còn gây bất ngờ khi chính thức công bố T. Yên thưởng cho tân hoa hậu lên đến 2 tỷ đồng T, yên mặt cùng sự đầu tư toàn bộ lên đến khoảng 25 tỷ đồng với đêm chung kết được dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay.